Tại đại hội đại biểu lần thứ 16 tỉnh Kon Tum, nhiệm ký 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng lưu ý, Kon Tum cần nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ rừng và chất lượng nguồn nhân lực. Về công tác xây dựng Đảng, Kon Tum cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới là đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ, có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc dân chủ, uy tín. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 9.